Bà con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau tạo cảnh quan nhé. Di chuyển chuột lên trên tab này. Tôi sẽ lợi dụng hòn đảo này để chúng ta đặt công trình Revit vào. Tôi nhấn chuột trái và các bạn cùng tôi chờ trong giây lát. Đã vào rồi. Bây giờ chúng ta nhấn phím S và phím Shift trên bàn phím để xa ra một chút. Xoay đi chuột phải. Chuyển ngay về công cụ tạo dựng địa hình. Chúng ta tạo dựng địa hình thôi. Chọn phần 2 và chọn phần đẩy núi lên này. Bây giờ chúng ta nhấn chặt chuột trái và kéo ra. Tôi sẽ đẩy rất dễ phải không nào? Chúng ta sẽ tạo dựng địa hình, sau đó đặt công trình vào là sẽ rất good đây. Nhấn chặt chuột trái nhé các bạn, cứ đẩy từ từ, không đâu phải vội cả, muốn nhanh thì phải từ từ nào. Còn trước này chúng ta cũng tương tự, tôi đặt công trình ở vị trí này, tôi sẽ cho vươn xa ra ngoài một chút xíu. Tôi nghĩ rằng chưa phần mềm nào thao tác mà dễ dàng như thế này. Chúng ta tiếp tục đẩy tiếp nào. Nhấn phím S xa hơn một chút nữa. Tôi muốn phần này đuôi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau tạo sao cho tương đối ngẫu nhiên. Ok. Cho cụm này nhô ra luôn. Đó, tôi thích như vậy. Tương tự bên này chúng ta cũng làm. Phần này chúng ta cũng cho nhô tương đối cao. Ok, cứ từ từ thì khoai mới nhừ được. Rồi tiếp tục. Các bạn chú ý có thể tăng giảm nét brush size hoặc là cường độ xô đẩy ở đây. Tôi cố tình để vừa phải thôi. Và ở đây chúng ta cũng thay đổi tiếp. Và tôi nghĩ rằng nếu công trình chúng ta đặt vào đây thì có lẽ hơi thiếu diện tích. Tôi cho ra chút nữa. Những phần đen đỏ ngay bên cạnh không quan trọng. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý em nó sau. Phím S tiếp và Shift. Zoom xa ra, chúng ta sẽ làm tổng quan. Rồi, khá là hay. Nếu muốn tôi có thể tạo một hòn nhỏ nhỏ ở đây. Nhô lên cho hợp lý hơn. Ok. Kết nối một chút xíu. Khá hay phải các bạn. Vậy là tương đối ok rồi đấy. Tôi không cần quá cầu kỳ phần này. Rồi xong. Tôi đã bố trí tương đối xong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ san lấp mặt bằng. Tôi nhấn phím V kép zoom gần lại và Shift. Chuột phải xoay. E xuống. Chúng ta cùng nhau san lấp mặt bằng phần này. Tôi chọn về phần này. Và giữ chặt chuột trái ở vị trí nào tôi muốn san lấp, bấm vào đây. Và cho tất cả vị trí này bằng theo vị trí mà tôi đã chỉ. Để khi chúng ta quăng công trình vào sẽ dễ dàng hơn. À, cũng tương đối khá ổn áp. Bấm đây cho này cao lên chút xíu. Rồi, chúng ta thấy rằng tương đối bằng phẳng. Nhô ra một chút nữa đi. À, ok. Tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Paint để vẽ phần cỏ. Tôi chọn phần Paint ngay bên dưới này. Chọn map cỏ ở đây. Nếu muốn chúng ta bấm vào đây để chọn thêm những map khác. Tôi sẽ để mặc định. Các bạn chỉ cần nhấn chặt chuột trái vào một vùng nào đó muốn vẽ cỏ, giữ chặt chuột trái, đẩy ra. Nhưng có lẽ tốc độ này thì hơi rùa bò. Tôi tăng phần này lên. Vừa phải thôi. Brush Spell, cường độ. Và chúng ta tăng giảm nét vẽ ở đây. Như thế này cho nhanh. Tôi nhấn chặt chuột trái. Và đẩy cỏ ra, không lẽ chúng ta định vị một ngôi nhà trên cát. Tôi sẽ cho trên cỏ cho vững chãi hơn. À, ok, những phần còn lại thì cứ bình tĩnh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. À, ví dụ tôi che cỏ gần như hết. Tôi để một vài phần có thể để cát. Cỏ ở đây luôn. S. Rồi, đây cũng vậy. Bây giờ tôi chọn máy móc cát, tương tự có giống mũi tên này. Và vẽ thôi. Quá nhanh và đẹp tuyệt vời. Nhấn phím A, coi như này. Chúng ta tiếp tục vẽ. Tôi thấy có vẻ ổn rồi đấy.
cho ít cát lưu thừa ở trên này sẽ đẹp hơn. Các bạn thấy thế nào? Khá nhanh phải không nào? Nếu như chúng ta thấy quá cứng, các bạn có thể chọn về công cụ này cắt tiếp và chọn về phần 2. Bấm vào phần này cho mềm hơn. Tôi cho khối mềm hơn. Mỗi lần bấm một chút xíu thôi, nếu bấm nhiều quá thì cũng sẽ không đẹp. Tôi đồng ý với cảnh này và nhấn phím E thấp xuống. Ok, khá là tuyệt vời. Nếu như các bạn muốn thay đổi cảnh quan thì các bạn có thể chọn qua phần này. Bây giờ tôi có thể tắt tạm đại dương đi để các bạn thấy hiệu ứng. Tôi off. Tôi chọn qua phần này. Bấm vào đây sẽ thành mặt bằng rất nhanh. Tôi undo lại. Bấm vào đây chúng ta có núi nhỏ. Tôi undo tiếp và núi lớn che hết tầm nhìn chúng ta rồi. Tôi tạm thời undo. Các bạn có thể loát thêm hình ở đây và chọn đá ở đây. Chúng ta cùng nhau zoom gần lại để thấy hiệu ứng. V, Shift và Space. Tôi nhấn phím S, xa chút xíu, xoay lên. Ok. Các bạn bấm đây, tạo thêm những thành phần đá thôi, không có gì nhiều. Ok, các bạn thấy rõ chưa ạ? Và tôi sẽ để nguyên thế này. Còn bây giờ tôi sẽ bật đại dương trở lại. Các bạn có thể về nhà khám phá thêm công cụ pen nhé, khá hay đấy. Nhấn phím E, Shift, S. Rồi, tôi nhấn quá đà. Bắt đầu xuống đại dương rồi, nhấn phím Q lên. Tôi sẽ lựa góc đẹp để chúng ta đặt công trình.